vỗ tay để chúc mừng. Và đến Tết thông gia với gia đình nhà họ Trai chúng tôi, đó chính là quý ông bà Lê Văn Đức, Lê Văn Đức và Đặng Thị Hà, một tràng vỗ tay để chào đón chủ hôn hoa nhà Trai. Bên cạnh tay phải của MC đó chính là sự đại diện chủ hôn hoa nhà Trai. Xin gửi đến quý vị khán quý một lời chào tân thân nhé. Kính thưa toàn thể quý vị khán quý thân mến, yêu là được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người đã ban tặng cho chúng ta. Yêu nhau chẳng vàng, yêu nhau chẳng vãng gần xa, đã vàng cũng biết, phong ba cũng liều. Và ngay lúc bây giờ đây, quý vị khán quý chúng ta cũng hướng mắt về cổng hoa, lối đi chính trong buổi trưa ngày hôm nay để chào đón cặp đôi nhân đẹp nhất và hạnh phúc nhất lòng này nhé. Đó chính là cô dâu Lệ Trâm sẽ diện cùng chú rể Tuấn Anh, một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Ngày vui tới cũng là ngày hạnh phúc của đời ta, cho những cánh chim bay khóc nẻo ngân hà, cho đôi bạn trẻ bên nhau xây tổ ấm. Chúc quý khách hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn những tràng pháo tay yêu thương của quý vị khách quý đã dành cho sự đại diện chủ hôn hoa nhà gái chúng tôi, rất là tuyệt vời phải không quý vị? Và ngay lúc bây giờ đây, hai bên gia đình của chúng ta cùng chứng kiến nghi lễ của hai con. Và xin trân trọng kính mời cô dâu Lệ Trâm sánh duyên cùng chú rể Tuấn Anh tiến tới thắp bản tình yêu ạ. Xin mời cô cho bên ngoài đi, em chuẩn bị ra bên trong này. Xin mời chú rể Tuấn Anh hãy khoác tay và ôm eo cô cho đi ạ. Và hai mắt đầu tựa lại gần nhau chút xíu đi ạ. Và cười thật tươi lên ạ. Và xin mời hai em cùng nhau các bạn ngọt ngào tình yêu đi ạ. Tay bơm điểm mũi chấm gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Bánh này thì bánh nghĩa bánh tình, bánh này thì nghĩa rất nồng tình yêu, bánh này ổn phát điều tình trạng lý thuyết trọn đời thiện chung. Và nghi lễ các bánh ngọt ngào tình yêu đã xong, xin mời cô dâu và chú rể tiến tới phát triển tình yêu ạ. Chúng ta tay trong tay cùng nhau khu chơi rượu đầu tiên đi ạ. Và xin mời chú rể Tuấn Anh của chúng ta cùng nhau
nhau, có tay và ước yêu cô dâu và hãy bắt đầu từ lại gần nhau chút xíu đi ạ. Và thầy theo tôi lên ạ. Kính thưa quý vị, thưa quý vị thân mến, nhà tuyệt vời tám tầng của chúng tôi rất là tận tình và chú đáo để những cô dâu và chú rể trong ngày vui ngày hạnh phúc hôm nay. Đúng chính là bàn tiệc thứ nhất, bàn tiệc các bạn ngập vào tình yêu, và sau đó là bàn tiệc thứ hai, bàn tiệc rước rể sân bay. Và em xin chúc cho cô dâu chú rể hôm nay từ sự nhất trí đồng ý của hai bên gia đình của chúng ta đã nên nghĩa vợ chồng và điều hôn kết nghĩa phu thê, tình trao nồng thắm sư vệ vợ nhau cùng chung bước tới mai sau gia đình nhà hạnh phúc ạ. Chú rể thì chân cho ba, cô dâu thì chân cho mẹ, ly rượu tràn đầy hạnh phúc, ly rượu mừng chúc phúc mẹ cha, vì con cha mẹ chồng già ân sâu nghĩa nặng như là biển đông. Và hai ly rượu còn lại xin lời chú rể và cô dâu về trung tâm xin chịu trong lối đi. Và xin mời chú rể và cô dâu hãy quay mặt lại đối diện nhau ạ. Và đang trẻ hút tay nhau cùng nhau thưởng thức ly rượu nha boy. Và xin mời hai gia đình của chúng ta cùng nhau đối diện chứ ạ. Thưa toàn thể quý vị khán vị, chúng ta ở bên dưới trên bàn tiệc của quý vị, những ai có ly bia lấy tới một chúng ta cùng chúc phúc gia đại gia đình và cô chú chú rể được không quý vị? Ly của quý vị đâu ạ? Vâng, sau 3 tiếng đếm của MC thì xin trân trọng kính mời 1, 2, 3 xin mời. Và xin mời hai gia đình chúng ta cùng nhau cùng ly đi ạ.